Ngon. Oh yes. Come on, come on. Oh yeah. Wow. Wow. Anh. Hello. Hello, hello, chào mọi người nhá. Nay anh em mình đi giết 50 rắn đây. Wow. Hả? Oh my god, kinh khủng ba, kinh khủng ba. Thật đó. Wow. No no no. Có đây, có đây, có đây. Yeah, yeah. Yes, 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 yes. Oh my god. Wow. Wow. Wow, kinh khủng ba. Kinh khủng ba, kinh khủng ba. Wow. Yeah. Baby. Yes, yes, yes. Yes. Oh baby select. Oh yes. The first select on wow. Today. Ok. Rồi, thả túi đi. Bớt túi đi. Dữ lắm ấy. Ui, phi anh. Phi kinh nhỉ. Wow. Ui, đẹp phết nhỉ. Ô, con này cái bánh của nó bánh đẹp phết anh ạ. Bánh đẹp phết anh nhỉ. Yes. Nó có túi đó kìa nhỉ. Nó có xuống không nào mẹ. Wow. Yes. Yeah. Oh my. Yeah. Ooh. Con này phải tầm nửa nặng ấy, nhờ ăn được cân ấy. 500 gram. Ui ui ui. 500 gram. Yeah, yes. Wow. Good. Good select. Bây giờ anh em mình sẽ bổ sung cóc vào để tiếp tục đánh ở địa điểm này. Đây, đây là những con mồi anh em mình đây. Đấy. Đúng đâu à? Bẻ cây đàn. Ui, rắn. Tỏ đây. Ok. Anh em mình tiếp tục đánh ở vị trí đấy. Một em đầu tiên. Ngày rất là may mắn khi mà thăm cái bẫy đầu tiên đã đi. Có hàng. Let's go, let's go. Go, go, go. Vẫn được. Let's go. Ây à. Mát thế. Dạ. Ở đây là mát thế. Có gì không? Mó mày. Còn cóc anh. Còn nước không? Ui, con cụ luôn. Yeah, 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 yeah. Cụ à, cụ à. Thật ra mình nhìn thấy bắt đầu con rắn mình tưởng con cóc á. Ai, ngon. Yes, wow. Yes, yes. Oh my god. Wow. Wow. Oh, yes. Oh, my god. Wow. Con này bị chặt rồi, con bị chặt rồi. Yes, yes. Con này phải 1 cân. Oh my god. 1 kilo, 1 kilogram. Con này đói anh nhỉ, nhìn đúng rồi. Oh my god. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Đây. Oh my god. Ừ. Rồi, gỡ đi. Cho cái bao ấy đã. Cho cái bao gần đã. Cầm đây này. Bắt nó ra chứ. Ừ. Hay cho bao luôn. Em bảo đây để bắt nó ra. Giữ lắm còn đánh. Giữ lắm cho nó vào ấy đi. Cho nó đổ vào bao đi. Đấy đâu. Ná rồi. Ná rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ôi dìa, ôi dìa. Ôi dìa, ôi dìa. Ôi, to quá, con này hơn cân. Yes.
bị đâm rung hố. Very good, very good. Con này phải hơn cân. Con NC nhá. NC luôn. Cái bài. Ra đây, ra đây. Ra phát bành đầu lên luôn. Ôi giời. Oh my god. Ngon. Oh yes. Come on. Oh yeah. Wow. Wow. Good. Whoa. Good. Very good. Thật là một ngày rất là may mắn đối với anh em mình bởi vì là hai cái đà đều đã có hàng ngay. Và hàng rất là bóng đẹp luôn. Đây xin con to đen này ngon này. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Cọc tí thôi. Hy vọng anh em mình sẽ gặp nhiều may mắn hơn ở những chiếc sau nữa. Cái cọc cũng ngon rồi. Có lẽ đây là một điều mà tất cả các bẫy thủ đều mong muốn khi đi thăm bẫy. Thăm cái nào cũng phải có. Đấy. Nước này. Ê. Ở đây có con nào không? Những con cá này có được rồi. Hút hết. Anh em mình đi bẫy rắn này cũng là một hình thức để mà giúp đỡ người dân mọi người ạ. Bởi vì là những con rắn hổ mang rất là độc. Rất là nguy hiểm. Tuyệt vời. Very good. Cảm giác thế nào em? Phê. Ok. Chỉ tiêu 5 cân nhé. Cái cam quất to thế. Ở một cái bãi như này rất nhiều rắn đấy. Ừ. Người ta bỏ hoang nhỉ. Cái sắn này vào. Sắn thuyền đi. Ok, để ăn sống. Ừ. Nhổ một cây về được đấy. Còn nữa. Oh my god. Good. Đây. Vào đâu. Wow. Đây đến có 3 cái rồi. Oh, baby snack. Baby snack. Em vào trong nhà đây, khoan đi. Baby select. Wow. Good. Good job. Ôi, nó ăn được một con nó nôn ra. Bà nó không ra được. Đồ quá. Good job. Cây. Đây. Amazing, good job. Bắt hết. Con nhỏ anh em mới nữa mang vào núi thả. Good boy. Ngon rồi. Rắn không thôi anh em ạ. 3 chiếc 3 con. Kỷ lục. Đừng nói hôm nay 20 cái đều 20 con. Gì ấy? Mấy ở đâu? Mấy trên đấy, 3 chiếc 3 con. À, vườn được 1 con à? Ở đâu ấy? Ok, bây giờ anh em mình tiếp tục thêm điểm tiếp theo nhá. Bên kia bộ thu rồi mọi người ạ.
đấy. Cố anh thêm. Câu câu câu. Với con đường à. Bãi này thì cách đây khoảng 1 tháng thì nó những cái cây rất là cao cổ thụ, nhưng mà người ta mới chặt. Mới chặt được khoảng tầm hơn tuần. Nên là nó rất là nắng. Bình thường ở đây nó là một khu rất là mát. Có gì không? Không có. Tạch à? Không có gì. Đâu ngọt, ngọt nhỉ. Đâu mát thế. Mát thế. Cũng là cơn gió cả. Câu, 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 câu. Không chịu. Không chết à? Giờ đi, tới lúc ao này. Đây là hai cái móm. Giật mình. Hai thú. Các tổ dưới thấp này. Các tổ dưới thấp. Đây trồng toàn rau ngót này. Xịt à? Một em. Một em. Châu à? À hoa cỏ à? Ui nó mổ luôn đi à? Ui bạn này. Ui con này hùng thế. Hùng thế, hoa cỏ hùng lắm. Mổ luôn. Ui. Ui quấn cái đuôi luôn. Rồi sống rồi, sống đấy. Sống rồi. Để về đây. Cái này ấy nó đánh nước này nhỉ. Cầm hết trong hàm đấy. Không đẩy được. Ui, phun nào, phun nào, phun nào, phun nào. Ui, mày. Ui, dạ. Này, đó này, quên này. Phun nào, phun nào. Nó không quên. Nổ bên trên bờ đá kìa. Cái bờ đá ở trên kìa. Ô, toàn. Thấy chưa? Ừ. Chết đấy. Hàn cốc. Hàn cốc mà chết chứ. Sao có máu kia? Đuôi nó cụt đấy. Nó cụt đuôi. Hàn cốc này không? Phải đoán lại. Ừ, phun nọc nha. Đuôi chẳng đánh đánh tapa đen. Không đủ cóc rồi. Để, phải tiếp tục đi khoai thôi. Nhưng mà nhà cũng còn mà. Nhà còn đó. Phủ vào, phủ. Let's go. Chiếc này, chỗ này nó phải chiếc đẹp nhất. Mình cảm thấy cái đất chỗ này. Chiếc này. Ừ.
mặt tường đi. Rồi. Có gì không? Câu 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 câu. Wow. Oh my god. Ui con này Pama đen. Black Pama. Đây 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 sắp đối này. Wow. Two snack. Wow, đây. Very good, very good. Đây con này con bé xong rồi những con to. Đây toàn mớ con bé đó. Đây vừa mới con to lên đây. Bao rắn rồi mọi người ạ. Ấy không dốc ngược xuống đổ bao luôn đỡ phải lúc ra. Ui, đẹp chít luôn. Đèn thế. Yes. Đèn nhớ. Ui xời. Wow. Wow. Oh my god. Đứng phì phèo phì phèo đây. Đẹp thật. Hai con một. Sắp đôi nhờ. Nằm nguyên trong cái chai kia đổ cái gì. Nằm cái cây sọc ra thôi. Cái cây này. Yeah, yes. Very good, very good. Ấy. Wow. Nó gặp nhau kìa. Mình vào cái bộ áo gặp luôn. Mới đồ hàng rồi. À mới là mà cô. Đi đi. Anh em bây giờ phải đi sang bên kia rồi. Mát nhé. Mát bên núi bên kia. Ai à. Mát, ừ, mát thế. Trên nóng xuống đây lạnh luôn. Hà hổ mát. Đấy, đắn luôn, mới đắn mà anh em bẫy được đây. Anh cũng đắn luôn. Gút gút. Đó là phải được 3-4 cân không? Bây giờ đi thăm một cái gì? Trên đây chưa? Ừ, trước, trước. Cá chết bỏ đấy. Ừ. Chết vàng. Tôi thấy có người nội quá đây nhỉ. Đấy, 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 đấy. Đấy. Nhẹ đéo có gì đâu. Vâng, có thêm nước vào đi. Đây 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 đây. Cái toàn này, à, cái đây bẫy đây. Ừ. Đấy. Ủa gì trên hết tao. Trên nắng rồi. Hả? Em nuôi đang trên phủ còn cho cóc đi. Như đây, còn mấy hàng cóc. Này anh đi lại anh thăm mấy này nhận được. Có cho cóc không? Sao rồi? Không đi đâu ấy.